Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về ship tiền giấy Việt Nam nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn cách ship một cái bàn ship như thế này. Đây chờ, đây cái bàn ship này. Gồm có bốn chân nè. Cái mặt bàn nè. Ok chưa? Thì để ship cái này thì bước đầu tiên nè, các bạn gấp cạnh này chung với cạnh này, nhưng mà gấp hai bên góc thôi các bạn. Hai bên góc thôi. Gấp để tạo nếp thôi. Đó. Một nè. Hai, ok chưa? Bước tiếp theo gấp cạnh này trùng với cái cạnh cái nếp gấp mới vừa hồi nãy. Tương tự đây cũng vậy. Ok chưa? Rồi tiếp tục gấp cạnh này trùng với cạnh này nhưng mà tạo nếp thôi nha các bạn, tạo nếp thôi. Rồi bung ra, tiếp tục gấp cạnh này trùng với cái cạnh mới vừa gấp, tương tự ở đây cũng vậy. Ok chưa? Rồi bắn ra, tiếp tục gấp cạnh này chung với cạnh này. Tiếp tục đây cũng vậy, gấp cạnh này chung với cạnh này. Rồi bước tiếp theo các bạn nhìn nha, quan sát kỹ nha, nè gấp cái cạnh giữa này nè, đây cạnh này nè, cạnh từ đây tới đây nè chung với cái cạnh này. Rồi các bạn quan sát nha, thấy chưa? Tương tự ngay cũng vậy. Ok chưa? Xong rồi đè này xuống. Rồi, bước tiếp theo, gấp vô. Giờ đè cái này xuống. Tương tự đây cũng vậy. Được chưa? Tiếp tục gấp cạnh này trùng với cạnh này. Đây cũng vậy. Rồi tiếp tục bung ra. Đó, đẩy cái này lên, ép vô. Đó, đè cái này vô. Tương tự được chưa? Tiếp tục ở đây cũng vậy, các bạn làm tương tự như cái bên đây là các bạn sẽ xong được các bạn ship. Chưa, gấp cạnh này chung với cạnh này tương tự.
Ok, thế là mình đã xong cái bàn ship nha. Giờ chỉ cần chỉnh lại chân nó phẳng thôi. Chỉnh cái chân lại cho nó đều. Ok, xong cái bàn ship. Được chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Các bạn nào mà có nhu cầu về tiền giấy để ship á, thì mình có đây. Đây là tiền Campuchia nha các bạn, tiền mới hoàn toàn 100 tờ như thế nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình sẽ bán cho mấy bạn. Hiện tại mình chỉ còn có 10 cặp như thế này thôi. Đó. Nếu mà bạn nào không mua thì mình sẽ lấy những cái tờ tiền này để mình làm những cái mô hình lớn để tạo ra những cái mô hình mà có thể bán được nha các bạn. Rồi, mong các bạn đón xem những cái đoạn clip sau của mình nữa nha. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.